Giá phân bón hôm nay ra sao? Tại sao giá phân bón tăng 3 quý liền? Xem giá vật tư nông nghiệp vừa tiết kiệm thời gian chi phí vừa không sợ mua lầm giá cao. Giá vật tư nông nghiệp xin chào mừng bà con anh chị em nông dân đến với một tin tức nông nghiệp. Chúc bà con anh chị em nông dân một ngày nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2021. Video này dành cho bà con là nông dân, các chú bác, nông dân miền Tây đang trồng lúa, làm rẫy, làm vườn, đang sử dụng phân bón. Có phải bà con muốn biết giá các loại phân bón mà không cần bỏ thời gian đi lại, không cần điện hỏi cửa hàng, hỏi tới hỏi lui, sợ phiền hà? Nhưng nếu không hỏi thì sợ mua phân giá cao lỗ vốn phải không? Chính vì để giúp bà con nông dân Việt Nam tại nông thôn, nên chúng tôi kênh giá vật tư nông nghiệp sẽ báo giá cho bà con mỗi ngày. Hãy dành ra 5 phút thôi, theo dõi bà con sẽ biết giá ngay. Chọn biểu tượng YouTube, chọn kênh giá vật tư nông nghiệp. Chọn nút đăng ký và nhấn chuông, chọn tất cả. Từ đầu năm đến nay, giá phân bón trong nước và trên thế giới liên tục tăng mạnh, vượt xa dự đoán của hầu hết các nhà sản xuất, kinh doanh phân bón và thực sự là cú sốc đối với người sử dụng phân bón. Cho đến nay, trên bình diện thế giới, nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng do đại dịch Covid-19 đã làm cho giá nông sản liên tục tăng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển dẫn đến nhu cầu phân bón tăng cao, cộng hưởng với sự tăng đột biến chi phí sản xuất, vận chuyển, logistics, chuỗi cung ứng tất cả các nguyên liệu, hàng hóa bị đứt gãy, đã là những nguyên nhân chính đẩy giá phân bón tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Ở thị trường trong nước, giá nông sản các loại có xu hướng xuống thấp do rất khó tiêu thụ vì nhiều vùng bị phong tỏa, giãn cách, sức mua nội địa thấp do thu nhập của người dân giảm vì đại dịch kéo dài. Có thể lý giải rằng nguyên nhân giá phân bón trong nước tăng là do giá các loại nguyên liệu cho sản xuất phân bón tăng cao. Giá phân bón tăng đột biến trong khi giá nông sản ở mức thấp đã gây rất nhiều khó khăn cho nông dân vì chi phí sử dụng phân bón trong sản xuất lúa chiếm khoảng 25%, các loại cây ăn trái và rau màu có thể lên đến 30%. Nếu không kiểm soát bình ổn được giá mặt hàng phân bón sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người nông dân trong việc tái sản xuất, tái đầu tư cho cây trồng. Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn của giá phân bón vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận, đó là giá mặt hàng phân bón súp lân vẫn đang được duy trì ở mức tương đối ổn định. Sau đây, kênh giá vật tư nông nghiệp xin gửi đến bà con nông dân giá các loại phân bón sau đây. Tại đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là phân súp Be Lân Long Thành dạng hạt màu xám 215.000 đồng một bao. Phân súp Be Lân Long Thành dạng bột màu xám 210.000 đồng một bao. Phân DAP Hồng Hà Trung Quốc dạng hạt màu xanh ngọc 870.000 đồng một bao. Phân Kali Xeren dạng hạt màu đỏ 560.000 đồng một bao. Phân Ure Phú Mỹ dạng hạt màu trắng 660.000 đồng một bao. Hãy chia sẻ video cho những bạn nông dân của bà con, chia sẻ cho người thân đang trồng trọt và quan tâm giá phân bón vật tư nông nghiệp. Hãy chia sẻ cho họ biết bà con quan tâm đến họ, bà con là người biết giá trước tiên, muốn giúp đỡ họ. Bà con nông dân còn thắc mắc hay muốn biết về giá của loại thuốc nào, thông tin về một loại thuốc cụ thể, chúng tôi sẽ làm về video đó cho bà con, hãy để lại bình luận. Bà con nào muốn biết về giá các loại thuốc thì hãy nhấn đăng ký để biết nhiều hơn về giá các loại thuốc. Video ra mỗi ngày để cập nhật giá kịp thời cho bà con. Chọn biểu tượng YouTube, chọn vào thanh tìm kiếm trên đầu, nhập giá vật tư nông nghiệp. Nhấn Enter hoặc chọn hình kính lúp. Chọn hình cô gái đội nón lá có dòng chữ giá vật tư nông nghiệp. Chọn chữ đăng ký. Chọn cái chuông, chọn tất cả.